Hi, xin chào mọi người, mình là Hà Thanh đây. Hôm nay thì mình đang đi vacation cùng với nhà host của mình ở Lake Tahoe. Cảm giác lần đầu tiên thấy tuyết thật là tuyệt. Tuyết ở đây khá là dày mọi người ạ. Đây là khu vườn đằng sau nhà. Các bạn có thấy nó lãng mạn không? Thực ra để trả lời cái câu hỏi là có thích tuyết không ấy, thì mình chưa thấy ai bảo là không thích tuyết cả. Vì nó rất là đẹp luôn ấy. Lạnh quá. Hôm nay là ngày thứ ba mình ở đây rồi. Và trời không có tuyết mà trời đang mưa rất là to, kèm theo với gió nữa thì nó rất là lạnh. Như kiểu mọi người cứ nghĩ là gió thổi ở tảng băng á, xong rồi hơi lạnh nó buốt cả người á. Hai ngày trước mình tới đây á thì tuyết rất là dày và nó gần tới đầu gối luôn. Thì mình cứ nghĩ là nó sẽ tuyết cho đến hết tận kỳ nghỉ. Nhưng mà có biết được đâu là hai ngày nay trời mưa rất là to và không làm được gì hết luôn. Thế thì mình cứ nghĩ là mình sẽ được đi trượt tuyết, rồi là mình sẽ được đi chơi tuyết, được chạm vào tuyết các thứ. Thì mình đã mua cái đôi bao tay này, nó tận 35 đô. Nhưng mà hai ngày nay trời mưa nên là không đi đâu được hết, là tốn, rất là tốn tiền luôn. Lần này mình đi nghỉ cùng với gia đình nuôi của mình, nhưng mà cùng với nhiều nhà khác nữa, tức là bạn bè với nhau xong rủ đi chơi á. Xong họ sẽ thuê một cái nhà rất là to, khoảng 14 người ở. Mình có để ý là họ chuẩn bị rất là chu đáo cái việc trang phục ăn mặc cho mùa tuyết á. Như là họ người lớn á chỉ cần mặc một cái áo mỏng đằng trong thôi, nhưng mà họ có một cái áo khoác rất là dày ở bên ngoài để lúc mà vào nhà, ui gió to quá, để lúc mà vào nhà có lo sưởi á, họ chỉ cần mở cái áo khoác cởi cái áo khoác ở ngoài ra thôi. Còn mình là mình mặc rất là dày luôn, mình mặc ở trong tận ba áo mà thêm một cái áo khoác này nữa. Thực ra thì mình cũng thấy là không cần thiết để có cái khăn quàng cổ đâu, vì mình thấy như thế mặc cái áo có mũ rồi là đội thêm này vào này, thế là ấm rồi. Lạnh quá. Mình nghĩ là các bạn đang thắc mắc là không hiểu sao mình lại ngồi ở ngoài trời mà không vào trong nhà. Nhưng mà tại vì trong nhà có mấy người đang chơi trò chơi rất là ồn, nên là mình muốn ra ngoài này để yên tĩnh hơn một tí. Nhưng thực ra nó cũng không yên tĩnh lắm, vì các bạn không biết là các bạn có nghe thấy tiếng gió không? Lúc mà tuyết rơi thì nó không lạnh đâu, nhưng mà lúc trời mưa với cả gió nó tạt vào nó lạnh kinh khủng luôn. Và nó còn bẩn nữa. Lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem là nó bẩn như thế nào nhá. Đây là cái sân sau nhà mà hôm trước mọi người chơi ném bóng tuyết với nhau đây này. Những gia đình mà sống ở trong vùng có tuyết á, mỗi buổi sáng dậy là họ phải cào tuyết ở xe đi và cào tuyết ở đường để mà có thể di chuyển được. Ôi ôi mọi người ơi, có thấy tuyết không? Ôi tuyết dày quá. Đây là phòng mình. Nhiệt độ ngoài trời đang rất là thấp nên là mình vào trong này để sưởi ấm một tí. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều rồi. Mình ở giường tầng, các bạn có thấy cái giường nó cao bằng người mình không? Thực ra mình không thích cái giường này đâu, vì là mỗi lần mà mình mà leo lên đây xong mình nằm xuống á, là cái giường nó cứ rung xong bị ảnh hưởng một người dưới á. Mình không thích cái điều đó. Mình nằm ở cái giường này thỉnh thoảng mình vẫn cứ nghĩ là mình có thể lăn từ trên này xuống dưới đất được. Các bạn xem này, sau một đêm trời tuyết thì hôm nay nó như thế này này. Đến giờ phải về rồi.